nơi nào là bí ẩn nhất, tuyệt mật nhất trên thế giới? Có phải là Bắc Cực không? Có phải là Nam Cực không các bạn? Hay có phải là Triều Tiên không các bạn? Không phải nha các bạn. Đây là nơi tuyệt mật nhất trên trái đất để người hành tinh. Đó, cái khu này nó bí hiểm lắm các bạn. Đây là cái tường để bạn đánh dấu, bạn phải ký tên lên đây. Bạn ký tên đây là bạn đang đã tới được cái khu vực nổi tiếng nhất trên thế giới, Kim Tự Tháp Ai Cập. Đây là tượng nhân sư Sphinx. Mình đang đứng giữa con đường người ngồi hành tinh, một con đường vắng teo luôn. Đây là vùng cấm nha bạn. Đây vùng cấm. Và chỗ này là sóng điện thoại bị phá hết, tất cả sóng điện thoại. Và trên những cái bầu trời chỗ này là đều là có quân đội Mỹ giám sát camera rồi. Cái đây là thùng thư. Người ta cho rằng là cái thùng thư của cái vùng 51 này gửi đến người ngồi hành tinh các bạn. Trong vùng 51 này á, người ta nói trong này là quân đội Mỹ rồi CIA đang giấu sát người ngồi hành tinh, họ đang nghiên cứu trong này nè các bạn. Thì họ không cho người ngồi đi vào luôn. Không được vào là bạn ở trong này, người ngồi hành tinh trong này đang nghiên cứu trong này các bạn. Commander nè. Yeah. Thì bạn sẽ hỏi mình là ở bên châu Á mình qua đây học có bị phân biệt chủng tộc hay không? Thì mình gửi bạn việc sao cho phân biệt chủng tộc nè. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang ở tại tiểu bang Nevada các bạn. Video hôm nay sẽ là một video rất là đặc biệt, chiều theo ý nguyện vọng của rất là nhiều bạn, đó là review Area 51, vùng 51 các bạn à. Thì đây là cái gì các bạn? Các bạn nhìn thấy sau lưng mình chưa? Area 51 Island Center. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn nghe một chút cái này. Vùng 51 là cái gì các bạn? Thì các bạn biết không? Trên thế giới này nơi nào là tuyệt mật nhất trên thế giới các bạn? Nơi nào là bí ẩn nhất, tuyệt mật nhất trên thế giới? Có phải là Bắc Cực không? Có phải là Nam Cực không các bạn? Hay có phải là Triều Tiên không các bạn? Không phải nha các bạn. Đây là nơi tuyệt mật nhất trên trái đất, Area 51. Đây là cái gì? AVR 51 là cái gì các bạn? Giờ nhìn một vòng xung quanh cho bạn coi để mình review cho bạn dễ hiểu. Hồi nãy mình xuất phát chỗ bên này là cái chỗ bên này là hướng đi qua đây là thung lũng chết. Đây là thung lũng chết. Để đi một vòng qua bên này là tới cái AVR 51 Center. Thì tại sao nơi này gọi là nơi bí hiểm nhất mà gọi là trên trái đất này luôn, vượt qua cả Triều Tiên rồi Nam Cực Bắc Cực luôn. Tại sao nơi này là tuyệt mật nhất các bạn? Thì bạn biết không, cái vùng Area 51 này là khu của người ngoài hành tinh, của UFO. Thì cái vùng này gọi là cái vùng đặc biệt, gọi là nằm dưới sự kiểm soát của quân sự Mỹ nha các bạn, quân đội Mỹ. Thì ở các video trước đó, mình đã tiếp xúc với lại cảnh sát Mỹ nè, cảnh sát Canada nè. Bây giờ video này rồi chuẩn bị đi gặp gọi là tới quân đội là hùng mạnh bậc nhất thế giới luôn các bạn, của Mỹ. Thì không biết là sau video này là mình với của mình là có về được tới nhà hay không, thì các bạn nhớ đón xem. Tại đây là một cái video gọi là đi liều vô cái vùng này, vùng tuyệt mật, nghĩa là không cho người thường bước chân vào được các bạn. Thì sẽ là khám phá rất là nguy hiểm, gặp tới quân đội Mỹ, súng ống, bom nguyên tử. Và đặc biệt là cái vùng này là nằm dưới quyền kiểm soát của CIA, Cục Tình Báo Liên bang Mỹ các bạn à. Bạn biết rồi đó, CIA là cái gì các bạn? Đó là Cục Tình Báo mà tỏ khắp thế giới, một tổ chức gọi là tình báo phản gián và lật đổ chính phủ, những các chính phủ mà không thân thuộc với Mỹ, hoặc là có thể nâng người này lên làm tổng thống, hạ người kia xuống. Ví dụ như Afghanistan, Libya, Ai Cập. Bạn biết không, CIA nắm đằng sau đó rất là nhiều gọi là vụ đảo chính nổi tiếng thế giới. Thì cái vùng này, đặc biệt cái vùng này nằm dưới quyền kiểm soát của CIA. Và tất cả những người làm trong cái vùng mà người ngồi hành tinh 51 này á, là hồ sơ tuyệt mật, do làm là gia đình xóa hết tất cả hồ sơ luôn. Thì bây giờ cùng theo chân mình để khám phá vùng 51 này, mình sẽ nói thêm từ từ các bạn xem. Thì đây là nơi cái gọi là cái AR Center. Thì mình chạy tới đó mình review cho bạn xem là nó có gì trong đó, rồi nó tối với các bạn xem. Ok các bạn, thì sau lưng mình là cái AR 51 AR Center. Thì đây là nơi họ rất là nổi tiếng dành cho người Mỹ. Họ cũng rất là thích tới đây để tìm hiểu khám phá là vật thể bay không xác định UFO, là người ngoài hành tinh. Do mình khám phá thử coi thử cái AR Center này là nó có gì trong này nha các bạn. Đó, bạn thấy họ vẽ người ngoài hành tinh rất là nhiều nha. Bạn thấy hình người hành tinh không? Ba người ngoài hành tinh không? Đó. Đây, mình đang đứng ngay chỗ AR 51 Alien Center. Thấy chỗ này vẽ thôi là người hành tinh không phải không? Rồi coi thử sao. Không có khẩu trang. Khẩu trang không? Sau khi đi khẩu trang chúng ta vô khám phá ở trong này cái center này có gì. Coi thử chỗ này thôi, sau đó còn nhiều chỗ khám phá lắm bạn. Look at this.
vô coi các bạn, vô đây. Đây là ngôi hành tinh. Đây là ngôi hành tinh luôn. Bạn thấy không? Area 51. Ngôi hành tinh luôn. Ngôi hành tinh. Đây là ngôi hành tinh nữa nè. Trong này là người hành tinh không nha các bạn. Cái shop này là người hành tinh không à. Thì trong này sẽ bán quần áo người hành tinh luôn. Đó. Đã nhìn thấy cái này không? Chỗ này toàn là AR51 nha. Đây là cái vùng nguy hiểm AR51 không nha các bạn. Tất cả vật phẩm này là AR51 hết. Thì chúc mình giải thích thêm cho bạn kêu AR51 là cái gì. Đây. Đây là cái bản đồ. Bản đồ trên Google Maps nè, bạn thấy không? Vùng này là tuyệt mật, không thấy được đâu, chỉ thấy trên Google Maps thôi. Đó, AR51. Nè. Bạn nhìn nè. Của quân đội Mỹ nha các bạn. Đó, của nè Air Force nè. Đó, của quân đội Air Force. Thì AR là nghiêm cấm không được vào location ở Nevada. Đây là diện tích của nó nè, 4.000 mấy feet gì này không biết nữa. Rồi, đây là địa chỉ của nó. Đây. Thì bạn nhìn là tất cả các poster này đều là dành cho người ngoài hành tinh, bạn thấy không? AR51 Unbelievable. Đó, đây là người ngoài hành tinh. Review cho bạn coi thử nó trước. Một cái gọi là, đây là cái gọi là khởi đầu để chuẩn bị xâm nhập vô trong đó, vùng cấm địa của quân đội Mỹ các bạn. Đây là mình đang coi cái sơ sơ ở vòng ngoài thôi. Ở trong này họ bán chắc là gì đây? Đây bán đồ á. Đây là mấy cái này bán gì đây? Cái poster, đây là những cái poster các bạn. Những poster người ngoài hành tinh. Thì người ngoài hành tinh làm gì làm phải vô đây mua nước uống trước khi xâm nhập vô họ trong kia. Ok, sau khi tham quan đó xong, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục hành trình khám phá vùng bí ẩn vùng 51 này các bạn. Thì cái vùng này nó rất là rộng. Tổng cái chiều dài bạn đi là 750 km. Một cái vòng tròn 750 km. Thì bạn chạy đâu đó khoảng tầm là 6 tiếng rưỡi đó, mới hết được cái vùng bí hiểm nhất thế giới này. Thì bây giờ theo chân mình sẽ review cho bạn coi những cái hành trình đi tới vùng quân đội, vùng cấm địa. Đây là mới chỉ vùng ngoài thôi nha các bạn. Ok, theo chân mình. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang ở Las Vegas các bạn. Thì bạn thấy sau lưng mình không, là một cái tháp Paris, tháp Eiffel. Bữa trước mình đã review trong series của Las Vegas rồi, thì hôm nay mình không review nữa. Thì thật sự là hôm nay mình muốn review cho bạn coi là đây là các bạn Pyramid, cái kim tự tháp Ai Cập. Đây là tượng nhân sư Eiffel. Quá là quen thuộc với các bạn rồi đúng không các bạn? Thì ở series Ai Cập là mình đã review cho bạn coi kim tự tháp và tượng nhân sư rồi. Thì hôm nay là mình sẽ review cho bạn coi kim tự tháp và tượng nhân sư, những cái kiến trúc Ai Cập cổ đại ở tại Las Vegas thuộc Mỹ các bạn. Thì tại sao mình lại review cho các bạn coi kim tự tháp và tượng nhân sư ở tại series gọi là người ngoài hành tinh này các bạn? Tại sao, tại sao? Thì các bạn quá quen thuộc rồi đúng không? Bạn tới đây bạn nhìn nè. Đây. Đây là một cái hàng chầu. Bạn nhìn nè. Đây là hàng chầu những cái con dê. Những con dê mà ở dưới cầm là có Pharaoh đang đứng các bạn, không bạn nhớ không, quen thuộc không? Cái đây là hai cái hàng dãy đi vô của đền Luxor. Mình đã review cho bạn rất là nhiều. Và cái khách sạn này tên, cái resort khách sạn hotel này cũng tên là Luxor. Thung lũng các vị vua các bạn. Đây là gọi là thung lũng các vị vua Luxor, nghĩa là gì các bạn? Thằng Minh nó nhìn cái cột này nè. Nó nói là cái đây là, em tưởng là cái cột là cái cột máy bay, cái cột mà thu sóng phát lôi với máy bay. Thì đây là cái cột mà gọi là đo giờ mặt trời. Là thử là bay bà mẹ cứu họ nó hú. Đây là cái cột này là mặt trời để coi giờ của người Ai Cập cổ đại, là mình đã review cho bạn trong đền Khama, đền gọi là đền Khắc Ma, một cái đền rất là nổi tiếng ở tại Ai Cập. Thì bạn nào chưa xem cái series đền Khắc Ma thì bạn nhớ coi lại series của Ai Cập, của đền Khắc Ma là cái gì, có cái trụ cột đó là cái gì. Và cái trụ cột này không riêng gì ở tại Las Vegas mà nó có tại đài tưởng niệm Washington luôn nha các bạn. Thì người Mỹ họ rất là hâm mộ, rất là cuồng cái nền văn minh Ai Cập cổ đại cách đây hơn 5.000 năm. Thì bạn thấy đó, thì cái tượng nhân sư
Exyn này mình đã review cho bạn coi rồi, nó có tuổi đời còn lâu đời hơn cả kim tự tháp. Cái lượng Exyn này tới 5.000 năm tuổi. Và cái kim tự tháp, bạn thấy cái kim tự tháp này gần 4.000 năm. Có nghĩa là lịch sử Việt Nam mình á, nếu mà tính theo lịch sử á, là có 2.000 năm lịch sử. Trung Quốc cũng có là 2.000 năm, 4.000 năm lịch sử từ thời mà nhà Thương, nhà Đồ. Thì cái kim tự tháp này đã xây cách đây hơn 4.000 năm rồi. Thì trong series người ngoài hành tinh này, ở tại nước Mỹ và tại tiểu bang Nevada này, thì tại sao mình lại review kim tự tháp nãy mình nói? Tại vì kim tự tháp, khi nhắc đến người ngoài hành tinh là người ta sẽ nhắc đến kim tự tháp đầu tiên. Tại vì cách đây 4.000 năm, khi mà con người còn đang ăn lông ở lỗ tại Việt Nam, thì Ai Cập họ đã xây nên một cái công trình kinh khủng như vậy rồi các bạn. Thế là nó hàng khối đá nặng 50 tấn bằng sức người họ rinh lên được, họ xây được, họ xây những cái cột trụ, những cái tượng đài như thế này, bạn thấy không? Đến bây giờ mà thời hiện đại người ta họ xây lên và bạn nhìn vẫn rất là hoành tráng như vậy. Thì bạn thấy ngày xưa 4.000 năm thì người ta mới nói là chỉ có người hành tinh xuống giúp mới xây được cái kim tự tháp kinh khủng như vậy. Nó khít nhau từng viên đá như vậy. Bạn nào chưa coi series của kim tự tháp Ai Cập thì nhớ xem đi nha các bạn. Thì bây giờ đây mình cho bạn coi nữa nè. Cái chỗ này là cái Manila Bay này là nó giống như cái tháp của ông Donald Trump. Thì mình tính review ông tháp Donald Trump nhưng mà ở full phòng mẹ nó, nên không review được, nên phải review cho bạn coi. Thì biết sao mình tính review cái tòa tháp Donald Trump á, tại vì á mình rất là thích ông Donald Trump. Tại vì lúc mà tranh cử tổng thống với lại bà Hillary Clinton á, ổng có nói là khi mà ổng lên tổng thống, ổng sẽ công bố tài liệu về người ngoài hành tinh cho mọi người đều biết. Thì mình rất là trông chờ ổng thắng cử các bạn à. Thì ổng thắng cử thiệt các bạn. Ổng thắng cử thiệt nhưng mà sau 4 năm thì tài liệu về người hành tinh không được công bố các bạn. Tại sao nó không được công bố tài liệu người hành tinh? Thì tiếp tục các bạn thì mình sau khi review cho bạn coi thử cái pyramid này ở tại Las Vegas này có cái gì trong đó, thì mình đi qua cái con đường mà bên phía mà đi vô khu vực 51, khu vực cấm người hành tinh, mình sẽ nói tiếp cho bạn biết là tại sao. Thì đó, nó chỗ này là nó dựng lên là các tượng đài đồ, cái chỗ nào mà nổi tiếng nhất ở tại Ai Cập thì trong cái chỗ này nó cũng đều là lấy tài liệu ra luôn các bạn. Đó, ví dụ như này. Ở đây thì là nó làm bằng thạch cao gõ đốp 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 gì các bạn. Chứ thật sự là ở bên Ai Cập mình review cho bạn coi cái đền ở trong họ lúc so rồi, hoặc là đền Khama rồi, bạn thấy rồi đó. Thì dọc hai đường này vô là đều bằng đá khối hết, rất là đẹp. Thì đây là cái tượng Pharaoh rồi này nọ rồi đeo ra hai cái biểu tượng này. Cái đây là gọi là trong xác ướp nha các bạn. Nếu mà Pharaoh mà nằm ở trong cái tư thế này là đang tư thế xác ướp. Đó, đây tượng đầu dê này nọ thì bạn coi qua series Ai Cập bạn sẽ hiểu nhiều hơn. Đây gọi là một trong những cái hiện thân, đây là một trong những cái hiện thân là của Osiris, thần chết Osiris. Đây, nó sẽ dựng lên cái cột như vậy. À, bạn thấy chưa, mình sẽ lên tới review cho bạn coi. Nhìn sơ sơ qua chỗ này bạn sẽ thấy nè, tới đây mình coi nè, nó cũng khắc hình vẽ các bạn thấy không. Đeo trên đầu là đeo hoa súng, hoa la kèn, các bạn thấy hoa biểu tượng cây đay của tại Ai Cập. Rồi vẽ những cái thẻ táp nem này nọ, mình cũng đã review rất nhiều và cũng vậy đó. Nó cũng khắc lên vậy các bạn. Thật sự là nếu mà trong những cái series mà mình nói với bạn mình đi du lịch tới giờ, thì series mà Ai Cập là một trong những đất nước là mình muốn quay lại nhất nha các bạn. Rất là hấp dẫn. Thì tới đây mình sẽ coi cái tượng Sphinx nè các bạn. Đẹp không? Hoành tráng không? Hồi bữa mình review cho các bạn coi cái tượng Sphinx, bạn nhớ không? Là nó đào sâu xuống dưới, nó bằng gạch xếp xếp một đây nó làm thạch cao, nó làm to vậy, trộn nhìn to các bạn. Còn cái kim tự tháp này á thì mình không biết là chắc là nó mô phỏng cái kích thước mà gọi là kiểu chuẩn của kim tự tháp luôn á, ở bên Ai Cập luôn các bạn. Đó, thì ở phía dưới của tượng nhân sư này là sẽ là cái hầm, cái bãi đỗ xe. À đó, ở dưới bãi đỗ xe này, ở dưới cái tượng Exyn này là bãi đỗ xe. Hướng qua bên tay trái này mình là sẽ là vô chỗ check in ở trong khách sạn đã tăng. Thì hướng qua bên này mình sẽ phải nhìn qua bên này nè. Thì chỗ này lên trên cái đầu của Exyn. Đây, trước mặt mình là bạn đi thấy không? Là cái trụ mặt trời luôn các bạn thấy không? Nó sẽ thẳng luôn. Ở trên đó nó khắc rất là nhiều biểu tượng, bạn nhìn nè. Chim, con đò, nước, nôi, tùm lum hết. À ok. Cái chỗ này của mình đứng ở chỗ này là cái tàu điện chạy đi vô downtown.
Rồi vòng qua lại đây một vòng. Đây mình đang đứng ở tại tượng nhân sư Esfin phiên bản Fed 1.1 của Mỹ đó. Nó vẽ lên nó làm màu sắc cho thật sự là bên Ai Cập là nó không có được như vậy nha các bạn. Thì ở dưới cái bộ râu đó là sẽ có một cái tượng ông vua pha rồng ở chỗ ở dưới bộ râu các bạn. Bây giờ chúng ta đi vô khách sạn resort, đó là cái pyramid kim tự tháp, ở trong đó nó có gì, phiên bản Fed của tại Mỹ có gì so với lại Ai Cập có gì nha các bạn. Thì đó, lần trước là mình đã review cho bạn coi thử kim tự tháp là trong đó là nó có gì trong đó rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô trong kim tự tháp coi thử là trong kim tự tháp phiên bản Mỹ nó có gì nha. Đây, chỗ này là cái bãi đổ xe. Thì mỗi ngày bạn tốn chỗ này là 30 đồng nha các bạn, 30 đô nghĩa là tầm khoảng tầm 700 ngàn để cho giữ xe nha các bạn, chưa tính tiền khách sạn. Cái này là ở dưới của Esfin nữa. À, chỗ này nhân viên các bạn, chỗ này là trong họ Tutankhamun nè. Đây là con chó trong Tutankhamun bữa mình review trong thư viện Ai Cập đó các bạn, bảo tàng Ai Cập. Bạn nào chưa coi sorry, bảo tàng Ai Cập, sách ướp Ai Cập thì nhớ coi nha. Cái này rất là nổi tiếng ở trong Tutankhamun, lăng mộ Tutankhamun đó. Bạn thấy không? Đây là cái tượng, bức tượng của Ai Cập cổ đại, nó chơi luôn, đeo cúp biển vùng Caribe luôn các bạn. Đây là phiên bản Mỹ mà các bạn thấy không? Đeo cúp biển Caribe luôn, rider. Đó thì những cái cột này thì họ sẽ làm những cái cột đó, họ đây là những cái người thợ điêu khắc. Những người thợ mà cầm cái này là họ đang gọi là đục đẽo của kim tự tháp. Đó, bạn thấy không? Ý nghĩa nhân đàng hoàng các bạn. Đó. Đây là gọi là những người dân. Vô đây các bạn. Đây. Thì chỗ mình ở cũng gọi là lúc so. Thì trên cái chỗ này á, bạn thấy không, vô bức tường này nó cũng làm nó khắc nè. Các bạn thấy không, đây là thần họ cá sấu. Ở đây là thần gì, ở đây là con cá sấu, đây là thần gì quên mẹ, Nubis. Đó. Đây là con Nubis là thần chết các bạn. Thần chết Nubis là con là kiểu như là không phải là thần chung với Oasis nha các bạn. Mấy lâu quá mình đi Ai Cập mình phải quên rồi, giờ là phải sau này mình phải nhớ lại mới được. Thật sự là cho những bức tường này vô trước trong khách sạn là đều có những cái đây. Pharaoh đang cưỡi ngựa bắn cung này nọ. Đây là mỏ chim này nọ, là đây là mỏ chim dài này là thần Horus nè. Còn cái này là thần gì đây? Má không nhớ luôn, mấy thật sự là Ai Cập mình rất là thích nhưng mà phải có thời gian gọi là học tìm hiểu nó bay ra. Mình cụ trụ đá này là đá dởm nhưng mà chắc phải đá ngày xưa của Ai Cập đó. Này nó làm giả thôi. Ok, giờ vô coi thử trong kim tự tháp của phiên bản Mỹ có gì nha. Trước khi review người ngoài hành tinh, sorry này vẫn là người hành tinh nha các bạn. Chỗ này. À. Vô với hai lớp cửa. Coi thử là tình hình ở trong tại Mỹ này thì Covid như thế nào. Vô các bạn. Đây. Hello các bạn, chúng ta đã tới trung tâm của tại kim tự tháp phiên bản Mỹ. Đó, bạn thấy sao? Thì bây giờ là vô đây là phải đeo khẩu trang này nọ các bạn, đang Covid biến chủng Delta Omega tùm lum hết. Thì thấy chỗ này là vẫn là có cái trụ hai pharaoh đang ngồi. Đó, ở trong này là kim tự tháp nhọn lên, đi tới đây mình cho bạn coi nè. Thì bạn check in là cái quầy check in là vẫn là bên tay trái mình, là check in là bên chỗ này, nó vẫn là cái quầy check in bình thường thôi các bạn. Vô chỗ này bạn sẽ thấy là vẫn là biểu tượng của con dê. Ở dưới này có pha rộng bạn vô nè. Đó. Lên đây. Rồi ở đây là biểu tượng của con này, con mèo, con sư tử đó. Chỗ này họ làm cái hồ nước. Đó là kim tự tháp phiên bản Mỹ là nó vậy nha các bạn. Còn kim tự tháp thì ở bên Ai Cập là nó không vậy đâu. Đó, chỗ này là những cái tầng, những cái phòng hotel nó sẽ làm như vậy nha các bạn. Những cái này những cái phòng hotel nè. Nó sẽ làm tầng lên đây xong nó nhọn lên trên kia. À, thấy không, nhọn lên cho nó. Trong cái cổng đi vô đó sẽ là một đống casio dưới đây các bạn. Kim tự tháp ngày xưa người ta xây là để lăng mộ rồi các kiểu, là thờ các pha rồng ở dưới. Thì kim tự tháp này là họ xây để quýnh bài các bạn. Trong này là casio nè. Vô các bạn coi casio trong này. Đây. Thì bạn biết á, đây là lối vào của casio. Thì bạn nhìn bên tay trái là cái phần chết Oasis. Đây là thần chết Oasis, nghĩa là vô quay quýt bài rồi trước sau cũng đi nhảy cầu các bạn à. Nên nó làm luôn thần chết Oasis trong này là quá hợp lý luôn các bạn.
Còn bên này là pha rong nè, đó biểu tượng của pha rong. Vô đây là vô là như pha rong á, đi ra là thành thần chết, mặt xanh, mặt tái như vậy luôn, nghĩa là vô đây quýnh bài là mặt tái như thần chết Oasis. Thì mình cũng đã review cho bạn coi cái chỗ hầm mộ toàn thất Oasis ở lại cái đền Abu Simbel rất là đẹp. Cái đền Abu Simbel thì bạn là chưa xem cái đền đó, nó nằm sâu dưới mực nước biển và USO đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la để di dời tỉnh tiến một cái đền kinh khủng bự như vậy, di dời từ dưới mặt nước biển lên trên xây dựng vẫn y nguyên luôn. Thì bạn nhớ coi cái đền Abu Simbel đó, mình đã review rất là đẹp, ở trong nó có cái tượng Oasis này rất là nhiều, rất là bự, nhớ xem. Bây giờ vô coi Casio, vô kim tự tháp bên phiên bản Mỹ là chỉ có Casio thôi các bạn. Đây vẫn là họ quy trình họ kéo máy, hoặc là bạn có thể kéo máy tại quầy ba này các bạn đó. Chỗ đây là những cái bàn đó, vẫn có trụ ATM cho bạn rút tiền họ chơi khô máu. Đây vẫn có những vlog quýnh bài quýnh lò, bữa mình đã review đi với chú Hải một lần rồi, đây là chỗ để gọi là họ quýnh bài trong kim tự tháp đó. Đây là cảnh tượng quýnh bài, đây là quýnh bài chia bài. Đây là cái bàn quýnh bài các bạn. Thì mình không biết là cái quýnh bài trong này làm sao, nhưng mà thấy quýnh bài nè. Sau bài 8-100. Đây là Blackjack. Đây là mình chưa bao giờ quýnh bài này làm sao hết. Thấy nó bàn nó vậy thôi. Thì bạn có thể tới Casio để đổi tiền để đi quýnh bài. Bên này. Đó. Bên này là để đổi tiền ở dưới kim tự tháp, là vẫn có chỗ để đổi tiền để bạn đi quýnh bài. Đây là kim tự tháp phiên bản Mỹ mà. Đó là cái chiếc sắt gì không cho nó cướp sao. Sau khi mình review cho bạn coi một cái dòng ở chỗ ở dưới đáy kim tự tháp này, thì trong này nó sẽ là những cái hotel mình sẽ review cho bạn coi cái hotel mình ở, cái phòng cái sạn ở trong tại kim tự tháp như thế nào. Bây giờ chúng ta xin lên trên cái đỉnh này coi thử cái đỉnh này nó có gì các bạn. Bây giờ theo cho mình đây con này nè. Này là nó chơi cái này hả? Để coi cái ô này đổ xúc sắc nè, mình còn gần lắm anh. Chơi dễ chơi dễ trúng thưởng các bạn. Thì bạn đặt bao nhiêu xong nó rung. Mỗi lần đặt 5 đô. Đây là cái bàn chơi với họ số lượng lớn đó các bạn. Đây là tiền trong này quá trời nhiều các bạn. Cướp cho nó ra xong rồi đổi tiền món được nha bạn. Bạn cướp mấy cái ô, bạn cướp mấy cái này nè. Xong bạn đổi qua chỗ Casio, bạn đổi được tiền mặt nha các bạn. Đây là cái bàn để chơi nè. Mình không biết này chơi làm sao, nhưng mà bạn nhìn nè, mình lại đây gần mình nè, may nè mình. Gì 31 pha 1 là gì nè, 16 pha 1, nghĩa là đặt 1 là ăn 31. Rồi đặt này là cái gì nè, đặt 1 ăn 8. Đó, khó hiểu quá. Tôi là không có mê bài bạc, là thật sự là mình tết nhất mình cũng không quýnh bài rồi, nó không có mê. Nói chung là tất cả các hotel này ở tại Las Vegas cũng đều có quýnh bài hết á. Đây, ngồi thử trên cái đỉnh kim tháp này có gì bạn. À. Đó. Đi vào đây. Cái đây là kim tự tháp phiên bản Mỹ, nó mới có thang máy đây nha mấy ông nội. Hôm nay bữa tôi review một lần là kim tự tháp ở tại Ai Cập. Trời ơi má leo luôn, thấy mẹ luôn, leo mà đổ mồ hôi hột luôn các bạn. Nó nóng. Cái đây là cái đường lên đỉnh kim tự tháp ở Ai Cập, bạn nhớ không? Bạn nào chưa coi series mà nó họ YouTuber đầu tiên leo lên trên đỉnh kim tự tháp Ai Cập, mà lên trên đó có đỉnh, trong ở trong nó là chỉ có một cái lăng mộ. Mà nó cái lăng đá không có xác các bạn, mà leo thấy bà luôn á, chứ phải có thang máy chứ gì. Đó, một vòng xuống đây bạn nhìn nó, lên trên này bạn cao lên bạn mới thấy, bạn nhìn là mình quay xuống dưới là bạn coi một vòng xuống dưới nè, thấy không? Đó, lửa tăng ở dưới đó, bạn thấy phòng lửa tăng không? Rồi bước này mình đã té nè, đây là trên đó hả, trên đỉnh là trên này cũng có cái quầy bar để quýnh bài quýnh đồ đó, phải xác chết luôn, vô đây quýnh là thấy là khô máu rồi đó. Thì đó là những cái khách sạn bạn, những cái phòng trên đó. Nó lên tầng lên vậy nha các bạn. À, đi hướng qua đây. Trên này là có gì? Ồ, có rạp chiếu phim luôn á mình. Đây là phía ở trên nữa các bạn. Này cũng có cái cột. Này là cái trụ mặt trời. Cái trụ mặt trời phiên bản Mỹ nè, bạn thấy không nè. Nó có đèn nhấp nhá mấy biểu tượng của mấy biểu tượng của Ai Cập, chữ tượng hình đó, giờ nó chơi kiểu đó luôn các bạn. Đây là đỉnh kim tự tháp Ai Cập, ở trên đó là ban đêm nó sẽ phóng đèn sáng lên, là mình bay flycam cho bạn xem đó. Đây là tượng nhân sư phiên bản buồn ngủ, có mắt và buồn ngủ là đờ là đờ là đờ phiên bản. Phiên bản có giới hạn hết tiền nha các bạn. Đó. Đây,
cái chữ tượng hình nó chơi đèn nhảy nơi ông luôn. Xe ông ngày xưa thời cổ đại mà nhìn thấy cái gì cũng lắc đầu ngao ngán luôn nhá. Dân vợ chơi đèn nơi ông nó sáng chữ ban đêm luôn. Ngày xưa là người ta dùng bột phát sáng nha các bạn, người ta dùng bột phát sáng ở trong cái những cái chữ tượng hình đó. Đây các bạn thấy chỗ này bạn thấy không, đây là tượng nhân sư cột cái búi tóc ở sau nè bạn thấy không. Đây bạn có nhiều bạn sẽ hỏi tóc của mình là phiên là tóc kiểu gì, đây là tóc của kiểu pharaoh tượng nhân sư. Đây các bạn nó cột cái búi sau á. Đây là cái đường đi vô khách sạn, đi vô cái phòng mình ở đó bạn, bạn coi nè nó. Đây là cái tầng dưới kim tự tháp là nó gần gần bạn thấy không, nó tầng lên bậc thang nè. Khách sạn này thì nó phải thiết kế design theo kiểu gọi là độc lạ một chút các bạn, tại vì nó là kiểu hình tháp mà. Ok các bạn, cho bạn coi cái phòng của mình ở tại kim tự tháp nè các bạn. À, 7205 vô này. Đây là phòng của mình mà vô. Ok các bạn, thì đây là phòng mình ở tại Luxor các bạn, thung lũng các vị vua chỗ pharaoh. Đây là phòng Winbest Hải Dương, có đèn đồ thơm phức ha. Này có cái TV Samsung, review cho em coi thử là ở tại kim tự tháp ở hàng Fed ở tại Mỹ thì nó có gì. Đó, có cái bàn ghế, này có cái tủ. Một cái tủ quần áo, không có gì hết. Đó. Rồi đây có cái bàn ngồi uống rồi này nọ, nhìn ra đây nhìn ra thử là cái gì. Bà mẹ tối thui hết thấy rồi. Đó, chỗ này là có cái máy lạnh. Máy lạnh công nghiệp thì nằm chỗ bên này. Rồi phòng mình chỗ đây. Rồi đi qua đây cho ông coi nhà vệ sinh như thế nào nha. Này nó treo cái hình chắc Grand Gazon, Gazon gì nè. Rồi đi qua đây nè các bạn. Nó cái gương trời ơi nó mệt. Rồi đây. Thì đây là nhà vệ sinh có cái bồn lavabo. Rồi nước. Rồi hướng qua đây chúng ta sẽ có cái bồn tắm. Đó, bồn tắm rất là to, hơi sâu. Bồn tắm này cũng to xịn nè, cũng sâu nè. Công nhận á, ở khách sạn bên đó họ Las Vegas các bạn thấy không, giá có phòng dù gì cũng rẻ mềm này nọ so với dây lầu Stone bữa ở núi lửa các bạn, trời mới hỏi 8-9 triệu luôn, quá trời luôn, trong khi khách sạn này có 5 triệu à, các bạn thấy không, ở thoải mái không. Đây vô đây là cái nhà vệ sinh thì nó cũng nhìn chán đời luôn, nhà vệ sinh thấy cái bồn cầu thấy chán đời à. Đó nhìn gì rồi không có đồ xịt ở giấy đồ này nọ, bên này có cái bồn tắm đứng. Đó mở cái miếng nhựa lên đây tắm kêu gì các bạn. Rồi đó, review so cho bạn coi thử là cái phòng ở tại kim tự tháp ở tại Las Vegas là như thế nào. Ok bạn, review một vòng cho bạn coi phòng ở tại Las Vegas là kim tự tháp. Bữa trước là mình chỉ là review là cái ở tại Bellagio thôi, là dạng khách sạn bình thường, còn đây là dạng kiểu hình kim tự tháp á. Thì mình lựa cái kim tự tháp này tại vì nó liên quan tới người ngoài hành tinh, thì đây là trong video là liên quan tới người ngoài hành tinh, khu vực bí hiểm, thì người ta hay đồn đoán là kim tự tháp là do người hành tinh xây lên bạn, chứ con người mà ngày xưa cách đây mà gần 4.000 năm làm sao mà những khối đá nặng hàng tấn mà non lên được các bạn. Đó thì bạn thấy giờ kim tự tháp này người bạn thấy hiện đại người Mỹ người xây cái bục lên làm khách sạn nhẹ nhàng các bạn. Thì video này là sorry về người hành tinh, thì mình về đây mình tắm rửa ngủ nghỉ cái đã, ngày mai bắt đầu tiếp tục hành trình là mình đi vòng cho bạn coi, đi vô vùng vùng họ cấm địa trong của quân đội Mỹ. I'm walking alone, the streets are empty. Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above.
show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng trên một con đường rất là nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng ở tại Mỹ luôn các bạn. Đây là con đường người ngoài hành tinh. Đây là con đường ngoài hành tinh các bạn. Đây đây là vô chuẩn bị vô cái đường này là bắt đầu chúng ta sẽ xâm nhập vô lãnh thổ lãnh địa bí mật nhất trên thế giới do quân đội Mỹ nắm giữ và CIA nắm giữ các bạn. Thì dưới mặt mình đây là một cái biển rất là nổi tiếng. Đi vô con đường đó chỉ là 40 miles ahead world famous. Đó, nghĩa là 40 miles ở trong này nó sẽ là nơi rất là nổi tiếng trên thế giới, cực kỳ nổi tiếng luôn. Thì khi mà bạn tới đây bạn thấy không, người ta sẽ vô đây, người ta sẽ treo những cái logo, những cái đây người ta đánh dấu là người ta đã tới một cái nơi nổi tiếng nhất trên thế giới. Họ sẽ dán vô đây, bạn sẽ dán cái logo của bạn nè, mình sẽ dán con là kho búp đã tới đây, nhưng mà thật sự là mình mới đá cái bãi rồi các bạn, là mình đánh dấu xong là mình đã tới đây rồi. Thì bạn tới đây nhớ, bạn nhớ dán lên nha bạn. Họ sẽ dán lên tay lên nó luôn các bạn thấy không. Thì từ chỗ này là mình sẽ vô trong này tầm 40 mai nữa, 40 mai ở khoảng tầm 80 km nữa. Thì đây là con đường đặt tên là con đường người ngoài hành tinh. Thì bạn biết ở trong này người ta nói cái con đường này là rất là nhiều, là con đường được phát hiện nhiều vật thể bay không xác định nhiều nhất ở tại Mỹ nha các bạn. Nghĩa là con đường này xác hiện là UFO các bạn, vật thể bay không xác định. Và trong con đường này, vô trong này, trong vùng 51 này, người ta nói trong này là quân đội Mỹ và CIA đang giấu xác người ngoài hành tinh, họ đang nghiên cứu trong này nè các bạn. Thì họ không cho người ngoài đi vào luôn, cả công dân Mỹ luôn các bạn cũng không vô được luôn, báo chí truyền thông cũng không được quyền tiếp cận luôn các bạn. Và tất cả nhân viên làm trong này đều bị xóa sạch danh tính, bất kỳ ai tiết lộ là chết không chết bất xác nha các bạn. Ok, bây giờ theo chân mình hai nghe đã các bạn. Ok, AR-51 bạn thấy chưa, warning rejected area, đây nè vùng cấm, cảnh báo vùng cấm nha các bạn. Cái này là của Hồ Rum đó, AR-51 alien. Thì nhìn xé qua bên này bạn sẽ thấy là cái khu nhà kho người ta dựng lên cái người hành tinh luôn các bạn thấy không, người hành tinh luôn. Thì mình sẽ vô trong này cho bạn coi thử là trong này nó bán gì trong này các bạn. Để người hành tinh đó, cái khu này nó bí hiểm lắm các bạn. Ủa, cái người hành tinh nằm đây à, đây AR-51 Trời ơi, vô thấy người ngoài hành tinh các bạn. Cái người ngoài hành tinh là người ta bắt được là y chang gì nè. Ở bên trong vùng này ta đang nghiên cứu người ngoài hành tinh là y chang gì luôn nha các bạn. Thấy không? Vô đây là cũng ngồi ngoài hành tinh luôn. Đó, ngoài hành tinh có đi khẩu trang luôn là bạn biết rồi. Coi thử review cho bạn coi trong này người ta bán cái gì, cái quầy thu ngân cũng có toàn là người hành tinh luôn. Đó. Người ngoài hành tinh nó đặc điểm là mắt to nha các bạn. Bạn thấy không? Nhìn không? I believe. À, vô đây là bạn phải tin đúng không? Tin mới vô đây các bạn. Mấy cái áo này là áo của người ngoài hành tinh hết nha các bạn. À, thấy không? Người hành tinh là cũng say hai luôn nè, thấy không? Say hai rồi. Đó, cho khu này là áo của người hành tinh. Đây là những cái bộ phim kinh điển về người ngoài hành tinh nha các bạn. Bạn coi ngày xưa. Nè, hồ phai rồi hồ phơ hồ sơ x nè, phim là Fly Future nè, đó I Want to Believe là người ngoài hành tinh nè. Đây là những bộ phim kinh điển năm 70, 80, 90 rất là nhiều. Đây
Đây là bộ phim rất kinh điển, mình coi cũng lắm, lâu lắm luôn rồi các bạn. Đĩa hội Whip-O này nọ nè, rất là nổi tiếng. Đó. Đây là những bộ phim rất là nổi tiếng, in ở trên áo này. Bạn bạn là fan hâm mộ của ai thì nhớ nha. Thì cái bộ phim này có hai diễn viên này rất là nổi tiếng rồi các bạn. FBI rồi này nọ rồi, bạn thấy không? Đây là Marilyn Monroe. Cũng giống người hành tinh luôn. Đây là nguyên cái shop. Thì không biết là họ bán áo nhiêu. Họ bán áo nhỏ nhỏ này 29 đồng. Cái áo này là 12 đồng thôi các bạn. Áo nhỏ nhỏ 12 đồng. Còn áo màu xanh đọt chuối này nè là 18 đồng. Đó. Thì chỗ này có một cái rất là nổi tiếng là bạn tới cái shop này bạn nhớ chú ý nha các bạn, bạn phải tới đây, bạn phải làm một cái hành động. Đây các bạn, cho bạn coi. This stem highway. Chỗ đường này và bạn nhìn thấy trên những cái tường này chưa? Đây là cái tường để bạn đánh dấu, bạn phải ký tên lên đây. Bạn ký tên đây là bạn đang tới được cái khu vực nổi tiếng nhất trên thế giới. Con đường ngược hành tinh. Nó dứt như gì luôn. Nó dứt full hết luôn cái tường, các bạn thấy không? Cao này nó không biết là sao nó ghi cho nó. Cái tường này nó dài tới đây luôn nha bạn. Nó dài tới cái khu chỗ này luôn là đều full chữ hết. Đó. Thì giờ mình sẽ lấy một cái bút để mình ghi trên này. Thì nè. Do not for any reason ride on this side. Có ghi nó được không? Hi ma'am, I want sign on the wall. Can I? You can? Yeah. Yeah. Only on the wall with the sign? Yeah. Not on it itself. Này, bây giờ mình sẽ viết lên đây nha. Lựa cái chỗ trống vào đây. Lựa cái chỗ nào. Nó trống, nó dít hết rồi các bạn. Cái chỗ này nha. Đây. Kho bút nha. Kho. Kho. Bút. Má ơi. Nó dứt gì không còn cái chỗ trống để biết luôn. Là gì biết chữ không bóp vô đây. Thật sự là nó quá dứt đi các bạn. Mình sẽ vẽ hình chấm bóp lên đây các bạn. Vẽ hình chấm bóp lên. Mình vẽ hình chấm bóp lên. Đây là không bóp nha các bạn. Bạn tới đây bạn sẽ thấy mình là cái chữ kho nè. Mình sẽ viết chỗ này nè nha. Bạn nhớ nha, cho mình sẽ viết lên chỗ này. Rồi. Quá đẹp. Mình biết không? Mình biết rồi. Giờ đi tiếp tục khám phá vùng 51 bạn. Thank you, goodbye. Đó. Mình đã mua được một đống đồ này là mua hết 8 mấy đồng á. Nhiêu mình? 82 đồng. Sao mình tính nhanh vậy? Mua hết là 82 đồng. Chị 7 hả? Mua chị 7 đồ lưu niệm. Đây một áo. Mình mặc vô luôn cho nó nóng. Đấy bạn. Rồi, chúng ta sẽ xâm nhập vô vùng họ cấm địa trong đó để review tiếp nha các bạn. Cái áo này là gì? Armani không tác dụng gì nữa. Chụp mẹ ra sau đi. Rồi, mình đang đứng giữa con đường người ngồi hành tinh, một con đường vắng teo luôn. Đây là vùng cấm nha các bạn. Đây vùng cấm. Thì mình đang đứng giữa đây luôn. Thì bạn biết từ chỗ này 150 mai không có bất kỳ một cây xăng luôn. Nghĩa là hơn 250 km là không có bất kỳ một thứ gì để bạn đổ xăng đâu. Nếu xe bạn hết xăng là chỉ có chết dí với mày luôn. Và chỗ này là sóng điện thoại bị phá hết, tất cả sóng điện thoại. Và trên những cái bầu trời chỗ này là đều là có quân đội Mỹ giám sát camera rồi này nọ. Rồi bạn không được bay flycam như này nha bạn. Bay chỗ này là vô tù ngồi rất là lâu, bạn ngồi mấy chục năm luôn. Thì chỗ này mình đang đứng này có một trụ đá ghi là, thấy không? Người ngồi hành tinh chỗ này nó cũng dán này nọ luôn. Nguyên vùng này là đều là hoang vu, đây là vùng cấm nha các bạn. Chúng ta đang xâm nhập vô vùng cấm, vùng bí hiểm nhất của nước Mỹ. Theo chân kho búp. Không biết là hôm nay là kho búp với mình có về được tới nhà không? Ok các bạn, chúng ta đã vô trung tâm của vùng 51. Thì bên cạnh bên đây của mình đây là một cái The Black Mailbox các bạn. Đây là một điểm rất là nổi tiếng ở tại vùng 51 này. Bạn thấy chưa? Cái đây là cái thùng thư nè bạn. Đây là cái thùng gọi là người ta cho rằng đây là cái thùng thư của cái vùng 51 này gửi đến người ngoài hành tinh các bạn. Đó là chỗ này liên lạc của vùng 51 đến người ngoài hành tinh.
Nên đây là địa điểm check in rất là nổi tiếng ở chỗ này. Đây lên mất cái này là cái gì đây? Đây là cái thùng thư đó bạn. Một dòng thùng thư nè, mình quay vòng vòng cho bạn coi nè. Đó. Thì chỗ này là họ để cái rổ. Bạn có cái gì vẫn để vô đây, dán gửi vô đây các bạn. Đó. Thì cái thùng này đó, rất là nổi tiếng, khi bạn tới đây trên Google Maps nó vẫn hiện cho bạn luôn. Nó là một cái địa điểm luôn các bạn. Nó nằm giữa sa mạc hoang vu như vậy nè, bạn thấy không? Không có gì hết. Nhưng mà nó có trên Google Maps, bạn bấm là The Black Mailbox, nó chỉ cho bạn. Nhưng mà cái vùng AR51 này nó không chỉ cho bạn đường đi. Nó không chỉ cho bạn biết ở trong vùng 51 này, vùng đặc biệt này có gì hết. Nhưng mà nó lại chỉ cho bạn tới cái The Black Mailbox này, là cái người ta cho là đây là liên lạc giữa vùng 51 với lại người ngoài hành tinh. Nhưng bạn cắm là người ngoài hành tinh lên đây. Đó, bây giờ mình sẽ cắm cho. No use email. Ghê chưa? Ok bạn, giờ mình sẽ lấy đồ. Mình có mua một cái này là One Attack Arrive, nghĩa là có tới á thì họ cho tôi đi ký lên trên đĩa bay, lên bay ra ngoài vũ trụ nữa nha. Đây thêm cái dán lên nữa, mình sẽ dán lên ca giờ là Black Mailbox. Để hút cái này nó sáng nè mình. Đây đây nè, đúng không? Đây các bạn, thì cái này mình mua là $4, là $5 các bạn, là tầm hơn 100 ngàn. Thì mình sẽ dán ra, gỡ ra. Dán lên này. Mình gửi thư đến người ngoài hành tinh là khi nào mà xuống đây hạ xuống đây thì nhớ cho tôi đi lên đó nữa nha. Vẫn còn một cái nữa là mình sẽ dán tiếp, dán ở sau các bạn, chúng mình vô tới quân đội Mỹ mình sẽ dán lên, mình sẽ hai với quân đội Mỹ một cái đấy, nó hút mình đó. Ok, chỗ này địa điểm rất là chiếc điểm nổi tiếng. Thì từ chỗ này á, là bắt đầu mình sẽ quẹo vô, là không có bất kỳ một cái thứ gì trên Google Maps để cho bạn biết là làm sao để vô vùng 51 các bạn. Thì đây là vùng 51, nhưng mà để vô trong cái trung tâm, cái kho, cái cốt lõi các bạn. Ở trong đó quân đội đang nghiên cứu sát người ngoài hành tinh, rồi đang làm trong đó, rồi tập luyện máy bay trong đó, quân sự. Bạn biết Mỹ nổi tiếng về quân sự các bạn, và nổi tiếng nhất về không quân, thì không quân nó nằm trong đó, đang thử nghiệm máy bay rồi đang nghiên cứu người ngoài hành tinh. Giờ mình sẽ vô đó khám phá các bạn xem. Các bạn ghê không? Mình sẽ leo tường vượt rào vô đó rồi phỏng như phim Hollywood, các bạn nhớ chú ý nha. Ok, giờ mình đi. Ok các bạn, giờ chúng ta tiếp tục hành trình gọi là nguy hiểm, đâm thẳng vô trong một cái con đường mà không có trên Google Maps nha các bạn. Cái chỗ mình đang đi đây là gọi là cái đường Black Mailbox, ở ngoài đây là highway này các bạn thấy không? Thì trên này là con đường không có trên Google Maps, nằm đây là con đường mòn. Cái đường này chỉ vô trong quân đội Mỹ nghiên cứu Ariane. Đó. Các bạn thấy không, con đường này sẽ vô nghiên cứu. Thì đó là cái con đường đó, đường mòn rất là không có làm đường nhựa luôn. Mà là trong đó đi vô 20 miles, tương đương với khoảng tầm là 40 km. Vô trong đó sẽ gặp quân đội Mỹ nghiên cứu người ngoài hành tinh rồi lái bay trong đó các bạn. Thì cái con đường này không có trên Google Maps nha các bạn. Thì bạn thấy người dân Mỹ người ta sẽ đi ra đây, người ta check in cái mailbox các bạn thấy không? Giờ mình sẽ vô đây. Ok, bây giờ mình với anh Cung Minh nào sẽ tiếp tục hành trình nguy hiểm. Chỗ này xung quanh toàn là sa mạc hết đó, nhớ đổ xăng đổ đồ nha các bạn. Giờ lên đường, hồi hộp các bạn, chuẩn bị sorry này, chuẩn bị hộp. Đây là cái con đường chính đâm thẳng vô vùng cốt lõi, vùng co của vùng 51 đó, cốt lõi nha các bạn. Đây là chính là đường gọi là trời ơi má, đá dầm đá đồ dăng in xeo luôn, hồi hộp quá. Thì cái con đường này đi sẽ gặp quân đội Mỹ, tuần tra Mỹ rất là nhiều quân đội các bạn, chứ không phải là cảnh sát nữa. Quân đội là được quyền gọi là nó bắn tiền trảm hậu tấu, bạn hiểu không, nguy hiểm không? Sau lưng là bụi mù mịt luôn, quay nè đó. Các bạn chỗ này, khu này xương rồng không biết đó, quân đội Mỹ, nghiên cứu người hành tinh gì mà tâm tuốt trong chỗ này. Đá đó, trời ơi, mình thấy quạng cho bạn coi, trời ơi, đá dâm. Trời ơi, má ơi. Bụi bay mù mịt luôn nha các bạn. Thấy không? Bụi bay mù mịt luôn. Trời ơi. Không có trên Google Maps. Nè bạn coi, cho bạn coi nè. Google Maps của mình giờ nó điên luôn, nó trắng bóc luôn rồi, không còn gì luôn. Điện thoại là mất sóng luôn. Ok các bạn, sau khi mình chèo đèo lội suối một cái đường đất đá thì ghê vậy, là mình đã tới được cái chỗ này các bạn. Đây là chỗ của Amlin rồi. Vùng
AR51 thì chỗ này cũng bị chặn lại. Thì khách du lịch cũng đã tới chỗ này. Bạn nhìn nào, chỗ này nó có farming rất là nhiều nha các bạn. Stop. Nè. US Air Force, nghĩa là đây là của quân đội. Bạn thấy không? Không được bay á, họ flycam là farming là không được đi vượt qua. Nếu không sẽ bị phạt $1,000 hoặc là sẽ bị gì đó, má ở tù 6 tháng. No John. Đây là của quân đội các bạn. Why on this install permission? Chỗ này đã chặn lại cái cổng của các bạn. Đó, bạn nhìn hướng xa xa sau lưng mình, bạn thấy không? Sẽ có một chiếc xe quân đội đang đứng quan sát nhất cử nhất động ở dưới này luôn, rất là nguy hiểm. Đó. Chỗ này là cũng đều là có cái biển chặn luôn các bạn thấy không? Nè. Wamdin. Các bạn nhìn nào. Đó. Không được vào là bạn ở trong này, người hành tinh trong này là nghiên cứu trong này các bạn. Commander nè. Trời ơi. Chỗ này là huyên hàng này rào thép gai luôn. Đó. Hướng lên trên này. Bạn nhìn nè. Trên đó có một chiếc xe họ bán tải luôn luôn đứng chực chờ chụp bắt các bạn. Bạn thấy không đó. Đây là một chiếc bán tải luôn luôn trên đồi để quan sát. Của quân đội Mỹ, nhất cử nhất động các bạn, nguy hiểm lắm. Bạn thấy chưa? Ở đây cũng có dân Mỹ nè. Nó cũng đi sau lưng mình nè. Đó. Nó cũng đang nghiên cứu, nó cũng thích cái này luôn các bạn. Yeah. You just do that to your car right now? Sorry. Is that right now? From here. For you take a picture. From here? The dust? From here? No. Dirt? Yes. From here? Yes. Yeah? Oh, wow. That's a body, huh? Đó, bạn thấy không? Bạn thấy cái gọi nhu cầu tìm hiểu khám phá người ngoài hành tinh ở tại họ Mỹ rất là nổi tiếng các bạn. Cái đường này không có con chim con mát luôn, người ta vẫn mò được tới chỗ này luôn bạn. Cái chỗ này là thực sự là bạn phải đi theo cái cảm tính thôi. Nó rất là nhiều bẫy, nó làm cho bạn gọi là 4 5 6 7 chục con đường luôn, mà nó rỉ luôn xuyên hết. Nó bạn mà đi sai là bạn nhiều khi là lạc đường luôn á. Với hai thằng đi hỏi tự hỏi nhau là biết đúng không, mà rất là may mắn là tới được cái chỗ này. Thì rất là nhiều người thích cái chỗ này các bạn. Thì cái này muốn cho dễ coi cái bay flycam nên coi được hết. Nhưng mà thật sự chỗ này là CIA rồi đó, họ quân đội rồi FBI nó nắm chỗ này hết. Rất là nguy hiểm. Bộ an toàn an ninh Mỹ, rồi bộ năng lượng Mỹ, rồi bộ năng lượng hạt nhân Mỹ, rồi nó đều là quản lý vùng 51 này. Đây là vùng cực kỳ bí hiểm luôn. Không ai biết trong đó có gì hết. Và ai cũng muốn tới để chụp hình tìm hiểu, mà giữa hoang mạc sa mạc thật sự là không hiểu tại sao người ngoài hành tinh cứ mò vô cái chỗ mà nước Mỹ mà chỗ hoang mạc sơ không có gì luôn. Đây là cây, những cây đây là những cây xương rồng đó các bạn. Bạn thấy không? Đây là những xương rồng mà có gai cứng ngắc luôn nè. Bạn minh gai bạn coi nè. Nè các bạn coi cái gai của nó nè. Trời ơi cái gai này lỡ ốc lỡ hết bài luôn nè, thấy không? Nhọn quắc luôn nè. Đó, mà không hiểu người hành tinh là cứ bò vô chỗ này các bạn. Người hành tinh đâu bò cái nắng nóng như vậy cứ bò qua nước Mỹ. Đó, thì tại sao các bạn? Dễ hiểu lắm các bạn, tại vì cái một cái nơi giống như là một đất nước phát triển á, thì người ngoài hành tinh đó, họ nhìn xuống họ thấy à, thì là cái chỗ này phát sáng nhiều, phát ra nhiều luồng năng lượng các bạn, phát ra nhiều năng lượng nguyên tử, bơm nhiệt hạch hạt nhân. Thì ngày xưa cái chỗ này á, là họ dùng để thử bơm nguyên tử các bạn, thử bơm nhiệt hạch nhiệt độ rồi phát ra năng lượng rất là nhiều. Thì người hành tinh họ đi họ thấy cái chỗ nào mà phát ra lượng sóng rồi rất là nhiều các bạn, phóng xạ nhiều á, là họ đáp xuống đây. À, thì đó là sao nhiều ông sẽ hỏi là ủa, tại sao nó không đáp xuống Việt Nam mà nó đáp xuống Mỹ nhiều quá vậy? Tại vì Mỹ nó nghiên cứu bơm nguyên tử, nghiên đồ tùm lum tà la hết. Nó làm cho phát ra rất là nhiều nguồn năng lượng thu hút các bạn. Giống như bạn đi tới chỗ nào mà bạn thấy cái chỗ nó phát triển này nọ, thì bạn muốn khám phá hành tinh mới, trái đất mới, thì người gì á, người gì quên rồi, người trái đất, người ngồi trái đất cũng vậy các bạn. Ủa chỗ này là đi đâu vậy? Hay hả? What is this? Đi lên đây thử coi có gì vui không. Hi. Excuse me. Where do you go? Where do you go? To the top. Ah, to the top. Just the top. Do you know where the second gate? The second gate. Yeah. Is the first gate? Yeah. And there's another guy. And another guy. Another where? Truck, another truck like that. Where? You know? Do you know the second gate? The back gate. I know. Yeah, they're the same. They're friends. The same. Yeah, they're the same guys. The same guy. Same company. Ah. Yeah, they're friends. Ah, yeah, yes. Yeah. It's because they have it was, before it was bus. Ah. Big bus. Everybody big bus. Yeah. But now the COVID. Yes. They're making small cars, small. Yeah. You know, only 6 people. Ah.
Ôi bạn thấy cái xe bán tải bên kia bạn nhìn rõ luôn. Nó xe bộ lên này bạn sẽ nhìn lên được trên cái đồi. The guy coming. Yeah. Đó là phân đội. Mới mình xâm nhập vô đó là người ta sẽ hút mình. Đây là chỗ này là cái đồi các bạn. Hoang mạc sa mạc không à. Thì đó, chỗ đó có cái đường. Cái đường đó đi thẳng vô đó, chỗ nghiên cứu người hành tinh chắc trong đó các bạn. Đó cái đường này. Đi vòng qua đó. Chỗ này toàn là xương rồng, xương đồ không. Đó mấy ông kêu cho tôi vô review vùng 51 bạn thấy chưa? Một đất nước tiên tiến phát triển nhất ở Mỹ, tập đoàn big four lớn như Google, Facebook, YouTube, Instagram mà không có bất kỳ thông tin gì về vùng 51 này, không có bất kỳ Google Map, không thể chụp hình vệ tinh xuống coi con đường này luôn. Kinh khủng, nghĩa là CIA nó làm gọi là xóa tất cả mọi thông tin về vùng 51 này luôn. Quá dữ luôn bạn. Đó. Mấy quỷ quân đội nó ngồi trong cái xe bán tải kia là nó đang ăn hamburger các bạn. Mẹ nó, cái đứa ngồi nó biết. Mình chỉ cần mà bước chân vô một cái là tự động nó chạy xuống. Giờ mấy ông á cho một like comment đi các bạn. Nếu mà nhiều like thì mình sẽ nhảy xuống, mình nhảy qua cái hàng rào đó một cái các bạn. Tiếp theo sự việc thì xảy ra bạn sẽ đón xem, bạn xin sẽ review cho bạn con nhà tù ở bên Mỹ rồi. Trong vòng hai mấy năm nó thiết mẹ. Hai. What is supposed to be? Do you know the second gate? The back gate. The back gate? Okay. Do you know? It's going more that way. You have to go maybe the highway like, and then to the left, all the way to Russia. Maybe 15-20 minutes more that way. Ah, highway. Yes. Before you hit the restaurant. Yeah, yeah. You see with the alien, they have an alien hanging in the tow truck. Yeah, yeah. I don't know if it's, so, okay. It's called Alien INN. Island. Alien INN. Ah, Island INN. It's a restaurant. Restaurant. Now I want the bad guy. The bad guy. Yeah, yeah, yeah. But before you get the restaurant, there's the road. Oh, okay. Ah. I'm telling you the restaurant. Yeah, yeah, you know okay. Before the restaurant. Before, like when you get the restaurant, okay, sure. One road before. Oh, you take a picture? Like from here to the truck is the road to the restaurant. Restaurant, road behind. Ah, okay, so okay. So you're gonna see road before and then restaurant. Yeah, so yeah. Get to restaurant and turn around. Okay, sure. Did you take a picture before? Oh, the picture? Yeah. Of the hotel or the? No, in the gate, right here. The second gate. The back gate. Well, the back gate. Pictures of the restaurant. I took a couple. No, the gate. No. We just stopped at the restaurant. Ah, oh. This is the other gate. This is where you wanna go. Yes. The same. Ok, thank you. Ok các bạn, sau khi tìm hiểu thông tin của những người đi trước xong thì đây là cổng trước và mình sẽ đi qua cái cổng sau là nhìn được lại cái khu quân đội trong đó nghiên cứu nguồn hành tinh review trước cho bạn xem. Bây giờ phải quằn lại. Hành trình rất là gian khổ. Mình đang giữa cái highway đường nguồn hành tinh nè. Thì mình chỉ cho bạn vô một cái cổng trước của cái khu mà 51 bí mật hồi nãy mình mới trong đi ra là cái đường màu trắng nó bụi, bạn thấy bụi mù mịt không? Thì để chỉ cho bạn nào sau này lên Las Vegas và có nhu cầu muốn xâm qua cái vùng 51 bí mật đó thì bạn nhớ vô chỗ cái đường màu trắng đó. Đó là cái đường mòn không có trên Google Maps, bạn dễ đi hơn. Từ chỗ này là mình đi xe qua đi tiếp tới gọi là cái cổng sâu của cái vùng 51 của họ, bí mật của quân đội Mỹ nằm ở đó. Thì xung quanh này chỉ là họ sa mạc, hoang mạc thôi, không có gì hết. Ok, giờ theo chúng mình đi xuống cái chỗ cổng sâu cho bạn coi nữa. Cái cổng sâu là sát ngay cái chỗ trụ sở của ta luôn. Ok, giờ đi đái cái ạ. Ok các bạn, chúng ta đã tới một cái chỗ rất là nổi tiếng ở tại vùng 51 này. Là cái gì? Cái Little Alien Inn gì nào? Đây là cái nhà hàng, ba nhà nghỉ ngay cái tổ vùng 51 luôn. Chỗ này là cái đĩa bay với đồ ta chụp hình trên rất là nhiều. Và đặc biệt nổi tiếng ở chỗ này, bạn cho bạn coi chỗ này. Đó. Vùng giữa này là cho bạn coi nè. Toàn là sa mạc, rừng núi, không có gì hết. Nó chỉ có chỗ này hiện ra để cho gọi là ăn uống này nọ, tới tham quan là bạn tới đây dừng lại nha các bạn. Chỗ này có một cái đĩa quay nè các bạn. À, restaurant by motel Ear Turin, welcome to Little Alien. Nó tên là Alien nha các bạn, đó là người ngồi hành tinh. Đó, chỗ này chạm điện rồi phát sóng, rồi các kiểu, bạn thấy không? Thì quá quen luôn các bạn. Địa điểm chụp đĩa bay rất là nổi tiếng ở tại vùng 51 này.
nó làm cái xe chót như vậy, xong nó câu ra cái thằng này. Đây, đây là cái đĩa bay, các bạn có thể dán những cái tim lên đây, đó, cái tim bên đâu rồi trời, đây, mình vẫn còn cái tim cuối cùng, mình đã check in tới cái đĩa bay chỗ này rồi, mình sẽ tới các bạn coi cái cổng tại cái cổng sâu của vùng chỗ này nha các bạn. Đây và đây các bạn coi một vòng chỗ này cái đĩa bay. Tại sao nó lại cái đĩa bay nó lại hình thù gì các bạn? Tại vì á, cái đĩa bay ngày xưa là nó rớt năm 1948, nó rớt hình thù này luôn các bạn. Năm 48 cái vụ mà Roswell gì á thì rớt người ngoài hành tinh, là cái mặt người hành tinh nó sẽ gì các bạn, sẽ hai là gì nè đó. Thì họ bắt nguồn tin gì họ đang nghiên cứu, chỉ ở trong cái vùng 51 này là đang bí mật, thì mình xin dán lên một phát. Đây, vùng 51 xây 2, bà mẹ bán cho mình cái tem gì từ 2019, bà mẹ ế gì không hiểu tại sao Covid ế. Sau hồi vất vả lăn lộn cả 2 ngày trời, chúng ta đã tới được một nơi rất là nổi tiếng, vùng 51. Đây bạn, đây là cổng, đây là cổng sâu của vùng cấm địa 51 mà không bây giờ thấy được trên truyền thông, trên mạng, trên Google này nọ các kiểu như các bạn. Đây là địa điểm, đi tới cho bạn xem. Mình đã đặt chân tới nơi gọi là bí hiểm nhất trên trái đất. Đây các bạn, hàng rào thép gai giữa sa mạc, hoang mạc đây. Trời, stop. Đó, rất trong này rất là nhiều á, rào chắn lại các bạn, rất là nhiều rào chắn, các bạn không thể nào xâm nhập vô đây được, bạn chỉ đứng ở ngồi chỗ này thôi. Chỗ này rất là nổi tiếng nha. Chỗ này cấm tùm lum nữa các bạn. Đó. Trước khi gì là bạn nhìn cái biển nè, cấm bay drone flycam nè, cấm đây là của quân đội nha các bạn. Rất là cấm tùm lum hết nè. Phạt nè, một year, một năm tù hoặc là 5.000 nếu mà bạn vi phạm gì đó. No drone. Đây là cái vùng tại sao đây bạn, giờ mình mới nói cho bạn biết mà tại sao cái vùng chỗ này nó nãy giờ bạn thấy chỗ nào cũng là no drone hết, không cho họ bay hết, tại vì cái vùng trời trên này là cái vùng trời cấm bay, mà không riêng gì flycam đâu các bạn, mà là họ cấm bay tất cả các phương tiện máy bay thương mại, máy bay gì mà không được bay vào vùng trời vùng 51 này luôn nha các bạn. Nghĩa là không bất kỳ một phương tiện trên bầu trời này, ngồi cái không quân của Mỹ đang luyện tập trong này các bạn, và họ đang chứa xác người hành ngoại tinh trong này đó các bạn. Thật sự là cái giả thuyết mà người ngoài hành tinh á là mình rất là tin các bạn ạ. Thật sự là mình là đứa là cực kỳ thích và bí hiểm trên thế giới các bạn. Mình đi nghiên cứu bên Ai Cập, idol này nọ các kiểu rất là nhiều, rồi mình đi tham quan, mình thích cái gì đó bí ẩn lắm bạn. Và hồi đó giờ từ nhỏ đến lớn mình rất là tin tưởng là có người ngoài hành tinh các bạn. Trái đất mình không phải là trung tâm của vũ trụ, ngoài trái đất mình có rất hàng hà xa thiên hà, thiên sọ, vật thể rất là nhiều, thì chắc chắn có sự sống ngoài trái đất, nhưng mà con người mình không đủ khả năng, đủ phương tiện và vật chất rồi phóng lực ra khỏi thiên hà này. Nhưng mà nhiều khi là nền văn minh ở ngoài trái đất họ đã đạt được tới trình độ kỹ thuật, khoa học kỹ thuật cao hơn rồi các bạn, nên họ đi tới thăm dò tới trái đất, họ thăm dò tới chỗ và đặc biệt là thăm dò tới nước Mỹ này các bạn. Bạn thấy không? Thì khi mà ông Donald Trump, tổng thống Donald Trump, ông bữa mình nãy mình nói là ổng khi mà tranh cử tổng thống, ông nói là khi ông làm tổng thống ổng công bố tài liệu về người hành tinh cho bạn xem, nghĩa là tài liệu đó nghĩa là đã có rồi, nên ổng mới nói là khi ổng lên làm tổng thống ổng mới công bố ra các bạn. Thì về CIA họ đã giấu rất là nhiều, rất là kỹ các bạn ạ. CIA, bạn biết cái biểu tượng của CIA là gì các bạn? CIA là cục tình báo trung ương của Mỹ, biểu tượng là một con đại bàng ngầm ngửa mặt qua bên tay phải. Thứ hai nữa là ở dưới nó là một cái biểu tượng cái ngôi sao 16 cánh. 16 cánh nó tương đương tượng trưng cho là 16 hướng ra khắp thế giới thu thập thông tin và gom về lại cục tình báo trung ương ở tại Mỹ để phân tích và điều tra các bạn. Đó. Và có một cái khiên là bảo vệ nước Mỹ khỏi tất cả một thứ gì đó chuẩn bị mà xảy ra, thì cũng như là bảo vệ luôn cả người ngoài hành tinh nữa các bạn. Họ sẽ nghiên cứu coi thử là người hành tinh có nguy hiểm hại cho nước Mỹ không, cho thế giới không, rồi có công nghệ gì tiên tiến, họ sẽ giấu đó, họ ép ai là người đầu tiên cũng là đi đầu tiên cũng là mạnh nhất mà các bạn, đúng không? Nên họ phải giấu thôi các bạn. Thì lúc đó là mình trông chờ ông Donald Trump làm sẽ đưa ra gọi là cái tài liệu về người ngoài hành tinh đó cho bở họ để cùng xem cho vui. Mà ai ngờ bạn thấy không, khi mà lên làm tổng thống, áp lực của CIA, áp lực của cục liên bang, cục năng lượng dự trữ, cục điện hạt nhân,
họ không cho công bố. Thì bạn biết cái vùng này ngày xưa là họ thử bơm hạt nhân, họ thử tùm lum tà lai, bơm nhiệt hạch tùm lum, nên cái vùng này bị phóng xạ các bạn ạ. Nên khi mà vô đây bạn đi nhiều hít bụi này nọ nhiều khi lại nguy hiểm, là mình đi view nhanh cho bạn xem thôi. Đó, thì chỗ này là nó cấm. Thì bạn đứng chỗ này gần đây cho bạn coi xíu thôi. Đó, US Air Force. Cái lần đây là của họ không không quân nha bạn. Nè, Air Force Intel nè. Đó, cấm không được chụp hình, quay phim, không được làm gì chỗ này hết. Chỗ này á họ, bạn chỉ cần bước chân chỗ này cái là nó phạt tù bạn, biết bao nhiêu. Mình là đây nè, mình chỉ cần bước chân chỗ này là họ phạt tù là mười mấy hai chục năm trong này luôn các bạn. Là chỉ đứng được chỗ này thôi. Chỗ này nó là quân đội, họ sẽ chạy vòng vòng này, họ sẽ coi thứ là bạn làm gì các bạn. Nhiều khi là mình đang đứng đây nhưng mà họ coi hết, họ biết là mình đang làm gì chỗ này luôn á. Rất là nguy hiểm. Thì cái vùng 51 này là lúc trước là được ông tổng thống là Hoover họ ổng lập ra. Thì bữa mình review Las Vegas, mình review cho bạn coi cái đập Hoover rồi đúng không bạn. Cái đập Hoover là cái đập đó tự nhiên lớn nhất nước Mỹ, cái đập nhân tạo lớn nhất nước Mỹ, cái hồ chứa thủy điện các bạn. Thì bạn nào chưa coi series Las Vegas thì bạn coi lại, đó là ông tổng thống Hoover. Thì đây là cũng là của lập lên cái vùng 51 này, cũng đập lập lên bởi ông tổng thống Hoover năm 1954, thời đó là tính từ 54-55. Thì đó là chiến tranh lạnh. Tại sao lập ra vùng này các bạn? Thời đó là chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Thì lúc đó là bắt đầu là có bom nguyên tử hết rồi các bạn, là có máy bay chiến đấu rất là nhiều rồi. Thì Mỹ á mới tạo ra máy bay tàng hình, máy bay để gọi là do thám ở bên Liên Xô, tức là Liên Xô đang làm cái gì để phòng thủ từ xa các bạn. Thì họ đang rất là sợ cuộc chiến tranh thứ ba nổ ra, tại bom nguyên tử có các bạn. Chiến tranh thứ ba nổ ra rất là lớn, nên lúc đó trinh thám rất là mạnh. Thì lúc đó Mỹ có ai á? Mỹ có CIA là cục tình báo trung ương, là làm gián điệp khắp thế giới, là gián điệp bên Nga, Liên Xô, Anh khác. Bên Anh thì có gì MI5, các bạn coi mà điệp viên 007 thì bạn biết có một cái tổ chức nó lại hơn Tom Cruise, gọi là MI7, gọi là M17, M16 á, các bạn nó chế cũng gọi là MI5, là cục tình báo của thằng Hoàng gia Anh. Thì bên Nga cũng có một cục tình báo luôn, gọi là KRB, mình không nhớ đúng, KRB, nói chung đó là cục tình báo của Liên Xô rất là mạnh. Ngày xưa ông tổng thống Putin là ông ở trong cục trong KRB các bạn. Thì đó là cục tình báo của tại Nga, Liên Xô. Và ở Việt Nam mình cũng có cục tình báo các bạn. Cục tình báo Việt Nam là tổng cục 2, là cục tình báo của Việt Nam. Mà cục tình báo Việt Nam mình so với CIA thôi các bạn, bá đạo lắm các bạn, bá đạo hơn CIA nữa. Nhiều khi mấy ông không biết chứ, nói vui, ngày xưa đi học quân sự ở tại trường đại học các bạn biết không, mấy ông thầy nói nhiều khi mấy ông mà bán dịch lộn, bán bánh mì, bán giấy số mà xung quanh nhà mấy ông là bên cục tình báo. Thu thập thông tin rất là nhanh. Nói chung là Việt Nam mình về bên tình báo rất là giỏi các bạn. Phân bố không phải đi ở Việt Nam đâu, qua Mỹ, qua đồ nước này nước nọ đều có, rất là giỏi. Cái gì cho Việt Nam mình tình báo là lúc nào cũng là top đầu của thế giới các bạn. Trong top ví dụ như là 10, top 10 của thế giới thì cục tình báo, cục tổng cục 2, cục tình báo của Việt Nam mình đều là đứng top đó các bạn. Rất là giỏi về đào tạo nghiệp vụ đó. Rất là hay nha các bạn. Thì bên Mỹ thì có CIA. Thì họ CIA, bạn nên phân biệt giữa CIA và FBI. Để cho bạn dễ hiểu, FBI là cảnh sát liên bang Mỹ. Có nghĩa là bên Mỹ có 50 bang, thì cảnh sát liên bang là họ phụ trách những cái vấn đề mà xảy ra ở tại họ, tất cả 50 bang luôn trong nước Mỹ thôi. Còn CIA nó là cục tình báo trung ương Mỹ, thì là nó nằm, nó sẽ hoạt động chủ yếu là bên nước ngoài, nghĩa là tất cả thông tin nước ngoài thu thập về bên Mỹ để xử lý, để giải quyết. Giống như là lật cho mùa xuân Ả Rập nè, ví dụ như bên Ai Cập rất là hay, kim tự tháp mình review bạn coi đó, rất là hay này nọ, nhưng mà nó loạn lạc, bơm nổ lung tung hết, thì đó là xảy ra tại mùa xuân Ả Rập. Thì mùa xuân Ả Rập như thế nào thì bạn coi series Ai Cập bạn sẽ hiểu. Thì loạn lạc ở bên Ai Cập rất là nhiều rồi á. Taliban, Afghanistan đang cái vụ đang hot. Taliban là đang gọi là đánh xuống thủ đô Kabul của Afghanistan rất là hot. Bữa giờ CNBC đưa tin rất là nhiều. Thì bạn thấy á, đều là nhúng tay của CIA rất là nhiều, giống như là Hussein rồi ở Libya, ở Iraq, rất là nhiều cái lật đổ chính quyền đều là CIA nhúng tay vô. Và riêng cái vùng 51 này đáng lý CIA là không được quyền gọi là thu thập thông tin tình báo mật ở tại nước Mỹ nha các bạn. Nó chỉ được thu thập ở tại nước ngoài thôi, riêng ở tại Mỹ CIA không được hoạt động thu thập tình báo tại Mỹ. Bạn hiểu vấn đề nha. Nhưng mà cái vùng, đặc biệt là cái vùng 51 này lại là chịu sự quản lý của CIA, nghĩa là đây là vấn đề người ngoài hành tinh, nghĩa là không phải của nước Mỹ các bạn ạ. Người ngoài hành tinh họ xuống này họ làm gì nọ. CIA là gì nãy mới nói từ đầu á, là phân bổ khắp thế giới thu thập thông tin đem về Mỹ. Và nó sẽ đang là người hành tinh ở đây này, nên nó sẽ chịu sự quản lý thu thập ở đây. Tất cả những dữ liệu này tổng hợp lại cho bạn biết là người hành tinh là có thiệt. Và mình hàng
mấy chục năm nay mình đều tin là có người hành tinh có thiệt các bạn à. Mình thật sự là khi mình đi thay tham quan những kiến trúc đồ này nọ, mình thấy là có rất là nhiều điểm chung, họ vẽ UFO, người biển ngoài hành tinh, và đặc biệt cái nhận dạng của người hành tinh là mắt to. Mắt to các bạn thấy không? Này nọ cái kiểu à, nói dù mắt to thì mình nhớ mấy mình mới cay rồi, mình kể bạn biết là họ mắt to nè. Thì bạn sẽ hỏi mình là ở bên châu Á mình qua đây học có bị phân biệt chủng tộc hay không? Thì mình kể bạn biết sao cho phân biệt chủng tộc nè. Mình học trong trường. Có cái thằng đó, nó gặp cái thằng Đài Loan. Nó cứ làm động tác vậy nè. Là mắt hiếp. Là như là bạn mắt hiếp vậy nè. Là ý nó nói là người Trung Quốc là mắt hiếp. Đó, mình mới dù mắt to nhỏ mình mới nhớ là nó kêu thằng đó là mắt hiếp. Nó kêu mày là thằng Trung Quốc. Xong nó nhìn qua mình, nó nói mình là nó là mày là lớn từ đâu, mình nói là mình ở Việt Nam. Nó kêu ồ Việt Nam này nọ cũng Trung Quốc chứ ở đâu ra. Việt Nam Trung Quốc cũng giúp nhau rồi này nọ cũng đều là mắc gì này nè. Đó, nó nói vậy các bạn. Thì gặp các bạn cay không? Đúng không các bạn? Nhưng mà mình xử lý là mình nó hỏi nó mày đến từ đâu vậy? Nó nói là tao đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Mình mới nói là Thổ Nhĩ Kỳ mày phải ở Afghanistan rồi Pakistan, Iran, Iraq không? Không, nó kêu tao ở châu Âu mà, tao ở châu Âu, thuộc châu Âu này nọ, chứ tao đâu phải ở mấy nước Afghanistan châu Âu không? Không, đối với tao nhìn mặt mày y như chang mấy thằng, đối với tao mày y chang như là mấy cái thằng mà đánh bom liều chết rồi xong rồi họ Afghanistan rồi các kiểu rồi Iran, Iraq, chứ mày có giống châu Âu đâu. Không, tao nó dậy dậy nè, không, tao là người đó họ Thổ Nhĩ Kỳ thuộc châu Âu. Xong anh xong mình mới nói nó là đó, tao là người Việt Nam, mày nói tao là giống Trung Quốc này nọ thì mày nghĩ gì, tao có vui không? Xong khi tao nói mày là thằng nhỏ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mà tao nói mày giống Iran, Iraq, mày có vui không? Không, tại sao mày không vui mày lại nói người khác như vậy? Nín mỏ các bạn. Xong nó chuyển đề tài, nó coi cho ồ cộng viên mà đẹp quá, tiệm kim cương mà đẹp gì, sáng lấp lánh đẹp quá vậy, ồ bao nhiêu vậy? Mình mới nói cho 40 ngàn. What? 40 đô hả? Không, mình kêu 40 ngàn. Hả? 40 ngàn. Tao xong mình nói đó, ủa 40 ngàn mày đã hạ nó vậy hả? Xong mình hỏi cho đồng hồ mày đang đeo quá hả? Đồng hồ mày hả bao nhiêu tiền vậy? Mày kêu là nè Rolex hỏi nhiêu? 50 ngàn. Chứ hả? 50 ngàn, trời ơi nói sao mày giàu quá vậy? Xong mình nói nó không, tao không có giàu gì đâu, thật sự là ta nói cho mày biết điểm chung của người châu Á không phải là cái mắt sốt giống như mày đang nói đâu. Mày muốn phân biệt là người nào Trung Quốc hay không á, rồi mày nhìn thấy thằng đó là nó giàu lắm. Nó ở bên Mỹ mày thằng nào hay nhìn thằng nào á mà nó đi với họ Lambo, Ferrari này nọ các kiểu á, đó là điểm chung của người Trung Quốc á, giàu lắm chứ không phải là như mày nói là mắt sốt đâu. Đó, còn cái tụi mày á, mày nghèo thì lo mày học, mày kiếm tiền đi. Tại vì cái dây chuyền của tao hay là cái đồng hồ tao đeo á là bằng mày đi học ở Mỹ, xong mày làm ở Mỹ cả đời mày cũng không có mua được đâu. Nên mày bớt mà họ ra xích đi. Nín mỏ, xong mình chạy ra cái xe mình, xong rồi nó đi theo mình. Ra xe hỏi nãy giờ nói chuyện khác nước không khác. Rồi dẫn ra xe, ủa xe mày hả? Ủa mày thuê hả sao? Không, xe tao mua. Hỏi mua nhiêu? 35 ngàn. Trời má ơi, mày mua xe đi học luôn, mày học có 1 năm bên Mỹ mày mua xe đi học luôn à. Xong mình mở cốp ra, mình hỏi uống nước không? Kêu uống, trong cốp mình có nước mà các bạn. Rồi hỏi uống cho chai nước nào, uống hay uống cho đỡ khác. Má bớt lần sau bớt phân biệt chủng tộc lại. Nín các bạn. Đó, cách giải quyết mình là làm vậy các bạn, chứ mình không có đứng cãi lên. Ôi tao là người Việt Nam mà, tao không phải là người Trung Quốc mà. Ôi thế này nọ. Khi nó công kích mình á, mình chỉ các bạn ở tại Mỹ hay bất kỳ ở nước nào mà bị kỳ thị á, thằng nào nó nói bạn là cút về Trung Quốc đi hoặc là cút về nước này nước nọ đi, thì mình nhìn mặt nó đó. Nếu mà nó là da đen mà kêu nó cút về America đi, là cút về Nam châu Phi đi. Nếu mà nhìn mặt nó mà kiểu như là kiểu như là tụi Latin kêu nó cút mẹ về Mexico đi. Còn mà nhìn giống mà tụi hồi kêu nó mày cút về Iran, Iraq đi. Còn da trắng á, mình các bạn mình chỉ cho bạn nói nè. Nếu mà nó da trắng á, mình các bạn nói nó là mày cút về Nam Phi đi. Ở Nam Phi da trắng nhiều bạn. Còn hay nhất là mình kêu bạn là cút về Russia, là cút về Nga, nó ghét Nga luôn các bạn. Là gì á, chứ đừng có nói là gồng lên nói là tao là người Việt Nam mà tại sao mày nói tao giống Trung Quốc. Bỏ đi, khi nó công kích các bạn á, các bạn càng nguy hiểm bao nhiêu nó càng công kích nhiều hơn, và bạn hãy ngược lại, hãy công kích lại nó các bạn à. Đó là nó im à. Đó là chỉ mẹo cho bạn hay á. Thì ok, bỏ qua cái vấn đề người ngoài hành tinh mắt to mắt nhỏ đi á, thì má nói lạc đề quá. Thì đây là cái chỗ là vùng 51 đó, là bí hiểm, nghĩa là không có vô được. Đứng chỗ này đây là cổng sau, cái nãy mình đi review cho bạn gọi là cổng trước.
Thì nguyên cái vùng này là rộng tới 1.000 km² lận các bạn. Ở trong đó họ thực hiện là thử nghiệm hàng không, rồi tập luyện máy bay, rồi các kiểu cho phi công, rồi nghiên cứu gì trong này là thật sự là bí hiểm. Tới nay vẫn chưa ai giải mã được hết các bạn. Trước năm 2013 thì thật sự là CIA hoặc là chính phủ Mỹ họ vẫn phủ nhận vùng tồn tại của vùng 51 này. Nhưng mà sau 2013 bắt đầu mới có thông tin lên họ công nhận là có vùng 51 này các bạn. Và họ nói là cái vùng 51 này chỉ là để gọi là cho không quân tập luyện thôi, chứ không phải là để nghiên cứu người ngoài hành tinh. Nhưng mà không ai tin hết các bạn ạ. Người Mỹ vẫn đổ dồn tới đây, và tất cả các con đường bạn đi ở đây đều là họ dán người ngoài hành tinh này nọ. Tối họ săn người ngoài hành tinh bay, vật thể bay trên này rất là nhiều. Ok, thôi nói chung là rất là phục vụ xe gọi là yêu cầu của các bạn là coi thử là tới review vùng 51 bí ẩn nhất thế giới này như thế nào. Thì sau đây đến đây là kết thúc. Nói chung là cảm ơn các bạn xem bây giờ phút này. Nếu có hay nhớ ký kênh và like chia sẻ nữa. Mình còn review thứ hấp dẫn hơn lần sau. Ai có những cái comment hoặc những ý tưởng muốn review gì đó hay hấp dẫn ở tại Mỹ thì comment ở dưới, mình sẽ chiều các bạn ạ. Cỡ nào mình cũng chiều các bạn được hết. Chủ yếu các bạn có chiều comment hay không các bạn. Đó. Ok, kênh Khô Búp là chiều fan đó, hả? Tới tận răng. Chỉ việc nằm mở kênh Khô Búp lên coi, bấm subscribe, bấm chuông rồi like comment là tự động có video coi mùa dịch nữa các bạn, rất là hay đúng không các bạn. Bà mẹ vô chụp hình cái nắng nóng quá giữa sa mạc. Đây mà giờ đứng trời ơi má ơi, 2 giờ trưa đứng 45 độ C ngồi thuyết minh với mấy ông xem. Kinh khủng. Giờ muốn mấy ông muốn cái gì hot hơn 5 giờ tôi chạy luôn khác. Chứ còn chui qua cái lỗ này một cái là bảo đảm luôn á. Tôi sẽ view nhà tù lúc Mỹ cho ông xem, bao xịn luôn. Ok. Rồi nhớ đăng ký kênh.